quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là chiếc máy băm chuối hiệu Takio. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem chiếc máy này có những chi tiết và bộ phận gì nhé. Đây là chiếc máy băm chuối Takio. Chiếc máy băm chuối này sử dụng motor 3kW 4 ngựa, có hệ thống CV và tay đẩy bánh xe, rất tiện di chuyển. Đây là đầu ra của chuối. Khi ta muốn băm nhỏ hoặc lớn thì chúng ta có thể điều chỉnh lên xuống như thế này. Bây giờ tôi sẽ test trực tiếp cho các bạn xem chiếc máy này băm chuối ra như thế nào nhé. Băm rất là đều và nhuyễn. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc máy băm chuối hiệu Takio này, hãy đến với chúng tôi tại 354 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, hoặc liên hệ với Thế Giới Máy theo số điện thoại bên dưới video. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.